kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Tiếp tục không khí lao động sản xuất của nông dân, chúng tôi xin gửi đến bà con thông tin sau đây. Một công lời 70 triệu đồng, nhà vườn trồng nhãn Ido ấm lòng ăn Tết sung túc. Cận Tết, gia súc gia cầm có giá, người chăn nuôi miền Tây vui mừng chăm sóc đàn đón Tết. Cà phê đang rớt giá, tuy nhiên bù lại năng suất cao, đạt 31 tạ rưỡi một hecta, nhà vườn ở Lâm Đồng bù lỗ. Vào mùa thu hoạch, quản lý lao động hái cà phê cũng là vấn đề nan giải đối với nông dân Lâm Đồng. Mấy năm nay nói đến trồng nhãn, nhà vườn sợ nhất là bệnh chổi rồng. Nhưng nhãn Ido lại khắc chế được bệnh này nên nhà vườn miền Tây đã phá bỏ diện tích nhãn da bò và các giống nhãn truyền bệnh để trồng nhãn Ido. Còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Vào thời điểm này thì nhiều nhà vườn ở xã Cù Lao của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang rất là phấn khởi vì năm nay nhãn Ido trúng mùa lại trúng giá. Cộng tác viên của chúng tôi đã đến tận vườn để cùng hưởng niềm vui chung này. Những hình ảnh gửi về cho chúng tôi sau đây xin gửi đến bà con. Những năm gần đây, người dân 4 xã Cù Lao của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã chuyển sang trồng loại nhãn Ido. Theo số liệu thống kê, diện tích nhãn Ido ở các xã Cù Lao khoảng 1.000 hecta, phần lớn đang trong giai đoạn cho trái lứa thứ tư hoặc thứ năm. Trung bình một công nhãn Ido 5 năm tuổi cho thu nhập từ 3 tấn rưỡi đến 4 tấn. Để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán năm nay, nhà vườn cho trái khoảng 400 hecta. Hầu hết diện tích cho trái mùa nghịch đều trúng mùa. Ngoài trúng mùa, nhà vườn còn phấn khởi vì trúng giá. Nếu như giá nhãn Ido chính vụ dao động từ 20.000 đồng một ký đến 24.000 đồng một ký, thì vào thời điểm mùa nghịch, tức cận Tết Nguyên Đán năm nay, giá nhãn Ido tăng lên khá cao. Thời điểm hiện tại dao động từ 26.000 đến 28.000 đồng một ký. Với năng suất khá cao cùng với thị trường đang được giá như hiện nay, sau khi thu hoạch xong trừ chi phí, mỗi công nhãn Ido khoảng 5 năm tuổi, nông dân còn lời trên 70 triệu đồng. Đối với nhà vườn thu nhập chủ yếu dựa vào trái cây, Tết này năng suất nhãn Ido đạt khá cao, giá bán cũng vậy nên người dân nơi đây ăn Tết khá sung túc. Đối với gia súc gia cầm thời điểm này, người dân Nam Bộ có phần nào yên tâm vì cận Tết rồi mà giá vẫn ổn định ở mức cao, nông dân có lời khá. Vâng, riêng giá heo hơi trong 3 tháng đầu năm thấp, tuy nhiên là trong các tháng cuối năm thì tăng trở lại, người chăn nuôi phấn khởi và tái đàn. Giá heo ở các tỉnh miền Tây dao động từ 47.000 đến 52.000 đồng một ký tùy địa phương. Huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ và đạt 4.700.000 đồng đến 4.800.000 đồng một tạ. Nông dân lời từ 1.500.000 đến 1.600.000 đồng một tạ. Gà Thái Dương 70.000 đến 80.000 đồng một ký, lời từ 20.000 đến 21.000 đồng một ký. Bò giá 25 triệu đồng một con, lời từ 5 đến 7 triệu đồng một con. So với cùng kỳ, hiện đàn bò đạt trên 23.100 con, tăng trên 250 con. Đàn heo đạt 61.670 con, tăng gần 600 con. Đàn gia cầm đạt trên 1 triệu con, tăng 76.680 con. Để chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, hạn chế dịch bệnh phát sinh và thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, ngành chức năng các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên toàn huyện, thị xã, thành phố. Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến rồi, và khi Tết về thì nhà của Sơn Hiền sẽ chuẩn bị những loại mứt Tết gì? Thường thì nhà tôi sẽ làm mứt chuối ngào gừng, mứt dừa nữa. Ngoài ra thì có thể đi chợ mua thêm ít bánh kẹo, thì coi như là có một cái Tết ấm cúng rồi. Theo tôi nghĩ thì mỗi nhà, mỗi vùng thì đều khác nhau, nên là trên thị trường mới xuất hiện loại bánh mứt rất là đa dạng. Bên cạnh mứt dừa, mứt chuối mà anh Sơn Hiền vừa nhắc đến thì còn mứt gừng nữa, mứt mãng cầu và mứt me. Những ngày này thì các loại mứt gừng ở tỉnh Quảng Ngãi đang hối hả tất bật để hoàn thành các mẻ mứt thơm ngon phục vụ cho người dân trong dịp Tết. Không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà mứt gừng còn được làm theo phương thức truyền thống đã có mặt tại nhiều nơi trong cả nước. Mời bà con và quý khán giả xem mứt gừng ở Quảng Ngãi có gì đặc biệt. Bà Trần Thị Mỹ ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa gắn bó với nghề làm mứt gừng hơn 20 năm và xem đây là nghề truyền thống của gia đình. Theo bà Mỹ, để mứt gừng vừa đẹp, vừa ngon, đậm đà theo phương thức truyền thống, tất cả các khâu chế biến đều quan trọng
và ảnh hưởng đến chất lượng của mứt gừng. Do đó, người làm mứt phải có kinh nghiệm và đặc biệt phải biết chọn nguyên liệu gừng tươi và khâu chế biến phải giữ thật sạch sẽ. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của bà Mỹ chế biến trên 500 kg gừng. Hiện nay, bán hàng ở các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên đều đã đặt hàng trước. Dự kiến vụ Tết này, cơ sở của bà Mỹ sẽ chế biến khoảng 20 tấn gừng để phục vụ cho người dân trong dịp Tết. Cà chua Lâm Đồng cũng được vận chuyển giao hàng cung cấp đến nhiều tỉnh thành. Hiện nay thì điều lo lắng của nhà vườn không chỉ quản lý tốt dịch bệnh xoăn lá trên cà chua mà bà con nhà vườn còn đối mặt với giá cả bấp bênh nữa. Mời bà con xem giá cà chua và một số nông sản mà phóng viên của chúng tôi vừa ghi nhận. Tuần qua, do thị trường tiêu thụ giảm nên giá cà chua tiếp tục giảm xuống 5.000 đồng một ký so với tuần trước. Bên cạnh đó, su su được các thương lái mua với giá 5.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng một ký. Salad coron 10.000 đồng một ký, tăng 4.000 đồng một ký. Đậu leo 8.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Ức chuông Đà Lạt màu đỏ 18.000 đồng một ký, giảm 2.000 đồng một ký. Về các loại hoa, tuần sau nhiều loại hoa như cúc, hoa lây ơn, hoa hồng, hoa lily, hoa đồng tiền đều có giá ổn định so với tuần trước. Sau những ngày mưa lạnh, người dân Quảng Ngãi đang háo hức rủ nhau đi hái lộc trời cho, thu về từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng mỗi ngày. Theo người dân, đây là loại nấm mọc tự nhiên ở các khu vực đất bỏ hoang, bờ bụi, nơi có nhiều mối đất sinh sống nên được gọi tên như vậy. Nấm mối có thân màu trắng, mặt ngoài màu xám và gốc hơi ngã vàng. Chiều dài của loại nấm khoảng 10cm với kích cỡ thân to bằng ngón tay út của người lớn. Theo y học, nấm mối có giá trị dinh dưỡng rất cao, có khả năng phòng ngừa ung thư hoặc chống lão hóa. Vì vậy, một số nơi còn dí gọi nó là nấm vua. Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển hôm nay, trước khi đến với các vườn cà phê ở Lâm Đồng, xem năng suất, chất lượng và việc quản lý lao động khi vào mùa thu hoạch rộ, thì chúng tôi xin giới thiệu mô hình nuôi dê ở Hậu Giang. Nuôi dê là mô hình không mới, nhưng nông dân Hậu Giang biết áp dụng cái mới vào mô hình nuôi dê của mình để thích ứng nhu cầu tiêu dùng. Không chỉ đầu tư chuồng trại mà cả quy trình nuôi cũng chặt chẽ hơn, đảm bảo an toàn cung cấp cho người tiêu dùng. Mô hình nuôi dê của một nông dân ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A là điển hình như thế. Đầu ra của con dê cũng đang rộng mở. Trang trại nuôi dê lấy thịt và sữa theo hướng an toàn với vốn đầu tư hơn 8 tỷ này của anh Nguyễn Hải Triều. Mô hình được nhiều kỳ vọng vì có sự liên kết với Trường Đại học Cần Thơ trong việc áp dụng kỹ thuật, quy trình sản xuất theo hướng sạch, không sử dụng kháng sinh, thuốc kích thích tăng trưởng. Toàn bộ 500 con dê bố mẹ, anh đều tận dụng vào nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ, bã bia, chuối, bắp. Nhờ vậy, không chỉ sản phẩm dê sạch, an toàn, mà anh còn tiết giảm một phần chi phí sản xuất. Nguồn thức ăn của trại dê sẽ tự chế biến, tức là mua những cái sản phẩm từ lúa và bắp, rồi sẽ tự chế biến để bảo đảm nguồn thịt sạch. Dự kiến trong thời gian tới, mỗi ngày trang trại nuôi dê của anh sẽ đưa ra thị trường khoảng 150 con dê thương phẩm và sản phẩm sữa cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Cũng như nhiều địa phương ở khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng đang trong giai đoạn thu hoạch cà phê. Thời gian qua, bà con nông dân khu vực chuyên canh đã áp dụng nhiều giải pháp đầu tư, chăm sóc cây tiên tiến, tăng cường tái canh nhiều diện tích cà phê già cỗi. Nhờ đó mà năng suất và chất lượng cà phê tại nhiều khu vực trong tỉnh đã được cải thiện. Hiện thì toàn tỉnh có trên 170.000 hecta, tăng 14% so với năm 2013. Diện tích cây cà phê trong những năm qua tăng là do nhiều nông hộ đã chuyển một số loại cây kém hiệu quả như là chè, điều sang trồng cây cà phê. Theo ước tính của ngành chức năng thì niên vụ sản xuất 2018-2019, năng suất cà phê Lâm Đồng đạt 31,5 tạ một hecta, tăng trên 12% so với năm 2013, sản lượng đạt gần 480.000 tấn. Cá biệt thì tại những nông hộ có giải pháp đầu tư chăm cây đảm bảo, tái canh hợp lý, năng suất đạt bình quân trên 6 tấn một hecta một năm.
tổn thất sau thu hoạch là vấn đề khó khăn chung của ngành nông nghiệp cả nước. Nông dân trồng cà phê Lâm Đồng cũng đang chịu tổn thất 2% giá trị cà phê sau thu hoạch và gần 1,4% khối lượng. Đây là con số thống kê của ngành nông nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân là do hàng năm, hệ thống đại lý thu mua cà phê trực tiếp đến từng hộ sản xuất trên địa bàn Lâm Đồng chưa áp dụng những biện pháp sơ chế, bảo quản phù hợp. Chăm sóc cà phê từ khi còn nhỏ đến thu hoạch là cả một quá trình miệt mài chịu khó của nhà vườn. Sau thu hoạch, nhà vườn còn gặp rủi ro về giá cả nữa. Còn thêm việc là khi đến mùa thu hoạch rộ thì việc kiếm nhân công cũng mất khá nhiều tiền để trả công hái, có khi thì không có người để thuê, dẫn đến nhiều diện tích cà phê phải thu hoạch trễ nữa. Bây giờ thì tình trạng thiếu nhân công thu hoạch đã được khắc phục, bởi vì là địa phương có diện tích cà phê lớn của cả nước. Bước vào niên vụ thu hoạch cà phê, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hàng ngàn lao động đến địa phương làm việc, thu hoạch, sản xuất, chế biến cà phê. Điều khó khăn bây giờ là việc bảo đảm việc làm cho nguồn lao động và quản lý lao động mùa thu hoạch cà phê như thế nào để đảm bảo an ninh trật tự. Mời bà con xem phóng sự sau đây. Nhiều khi chỉ qua sự giới thiệu, không đăng ký với ngành chức năng. Đó là những thực trạng đối với nguồn lao động tự do hiện nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi bước vào những thời điểm thu hoạch cà phê. Với gần 10.000 lao động tự do từ các địa phương trên cả nước đến lao động, làm việc tại các địa bàn của tỉnh Lâm Đồng trong các dịp mùa vụ thu hoạch, chế biến cà phê, thì đây thực sự là một thách thức không nhỏ cho ngành chức năng địa phương trong công tác theo dõi, quản lý. Bước vào vụ thu hoạch cà phê, gia đình anh Phạm Đức Tài ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà có những thời điểm cần đến trên 10 lao động làm việc, từ hái cà phê đến phơi sấy cà phê. Số lượng người lao động nhiều, làm việc ở đây nhiều là vậy, nhưng đa phần các lao động ở đây, theo anh Tài, đều chủ yếu qua sự giới thiệu của người quen là chính. Không chỉ riêng gia đình anh Tài, mà đến mỗi vụ thu hoạch cà phê, gia đình nào cũng cần nguồn lao động để thu hoạch. Nhà ít thì cần một vài lao động, có những gia đình cần vài 30 người làm. Do thu hoạch tập trung, thời gian thu hoạch chỉ khoảng hơn 1 tháng, nên công việc đòi hỏi phải được thực hiện liên tục. Năm nay nghĩa là ở đây là thuê công là hơi khó, bởi vì người ta đi làm là người ta cũng làm của người ta là chính. Chứ còn thường thường người ta có làm xong người ta mình có thuê được mới thuê. Còn cái người đi làm mướn là hơi ít chứ không có nhiều. Ngày trước thì nhiều nhưng bây giờ là không khan lắm chứ không có nhiều. Đấy. Ngày xưa thì nhiều lắm, anh gọi cái là có khối người, nhưng bây giờ anh gọi là hơi khó. Đấy, chứ không phải là dễ gọi người làm đâu. Thực tế cho thấy nhu cầu lao động thời điểm thu hoạch cà phê là rất lớn, trong khi nguồn lao động này ngày càng khan hiếm. Do đó việc tìm nguồn lao động tại các thời điểm này cũng là một trong những trở ngại mà nhiều gia đình chủ sở hữu lao động gặp phải. Điều này dẫn đến tình trạng chủ sử dụng lao động thường chủ quan, không đăng ký, trình báo với chính quyền địa phương, lực lượng công an để có cơ sở quản lý lai lịch. Đây cũng là kẽ hở để các đối tượng, phần tử xấu, trà trộn, gây ra mất an ninh trật tự tại các địa phương. Thống kê, bình quân mỗi năm, các địa phương trong tỉnh tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 lao động tự do, lao động nhập cư đến làm việc, hầu hết là các lao động phổ thông. Theo một số trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm, trong tổng số lao động nói trên, chỉ có một số ít là qua các trung tâm giới thiệu, còn lại là các chủ sử dụng lao động tự thuê mướn để giảm chi phí môi giới và tự thỏa thuận tiền công. Bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê, thì chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng một cái kế hoạch để mà quản lý lao động tự do trên địa bàn. Cái thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo các ngành chức năng để kiểm tra các công ty môi giới về cái điều kiện để hành nghề của các công ty này. Còn đối với các địa phương, chỉ đạo các địa phương đều cũng xây dựng kế hoạch để làm quản lý tốt cái nguồn lao động tự do trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền cho người sử dụng lao động cảnh giác, và với việc sử dụng lao động, những người sử dụng lao động là cái thứ nhất là phải kiểm tra xem là chứng minh thư, rồi cái điều kiện của người lao động đến lao động này thì như thế nào. Cái thứ hai nữa, người sử dụng lao động phải nâng cao cảnh giác. Khi có người lạ vào nhà làm hay các thứ, phải nâng cao cảnh giác để mà tránh cái mất an ninh trật tự. Vấn đề đặt ra hiện nay, để quản lý tốt số lao động tự do, lao động nhập cư, đòi hỏi việc tuyển dụng, giới thiệu lực lượng lao động từ địa phương khác đến phải được thực hiện kỹ càng và đúng theo trình tự của luật lao động. Trong đó có bản hợp đồng công việc ghi rõ ràng và cụ thể về việc làm và số tiền lương được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn của người lao động, cũng như người sử dụng lao động.
đặc biệt là người lao động phải có lai lịch rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đó là công tác phối hợp quản lý của ngành chức năng địa phương. Bản tin 365 ngày chuyển động xin kết thúc tại đây. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc muốn tìm hiểu về những cây con giống, các mô hình sản xuất mà bà con thấy hay, muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hãy liên hệ chúng tôi qua địa chỉ được hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt.